Hello anh em đã quay trở lại với cả channel mình và mình là Pau Game đây. Thì ngày hôm nay rất cảm ơn bạn Tuấn đã cho mình mượn nick để mình làm một trong những con hàng hot hit ở trong cái bốc Pau tuần vừa rồi. Đó chính là Lionel Messi. Chúng ta cùng đến với luôn với cả bộ chỉ số của Lionel Messi. 1m70, 35 tuổi, thuận chân trái. Và lần này Messi có cái thẻ là CF và mắc chỉ số là 99. Với style là deep line forward, có thể đá cái vị trí tiền đạo SS AMF cùng với cả tiền đạo chạy cánh phải. Style này thì giống một cái bản World Cup Free rồi. Nhận thức tấn công là 86 này, điều khiển bóng là 93, rơi bóng 93, xử lý toàn hẹp là 90, truyền thấp là 90, truyền bổng là 88, dứt điểm là 93. Ối giời ơi. Sút phạt 90, độ xoáy 90. Tốc độ là 74 này, tăng tốc 88, lực sút 83. Bật nhảy 59, tỷ đề 61, thăng bằng 90. Và cái thể lực là 77. Đó là cái bộ chỉ số phải gọi là quá kinh khủng của Messi. Với skill là double toot này, long range curler, chip shot control này, dipping shoot này, long range shooting này, first time shoot, shoot một chạm, chọc khe và skill tạt xoáy nữa. Toàn là những cái skill ngon của Messi. Và skill cuối cùng thì chính là shoot penalty. Chúng ta cùng đến với luôn những cái trận thi đấu đầu tiên cùng với Messi. Messi thì trận đầu này mình sẽ để ở vị trí đá tiền đạo nha anh em nhá. Mình nghĩ là anh em nên để ở đá hai tiền đạo thì sẽ hay hơn đối với cả Messi style deep lane forward. Nhưng mà mình lại thích chơi cái một tiền đạo cơ, một tiền đạo lại có cái hay riêng của nó. Thì Messi phiên bản này nó giống so với cái style là cái phiên bản World Cup Free sau World Cup khi mà Messi được vô địch đấy anh em. Đó, chúng ta hầu như là ai chơi game thời điểm đó và đến mấy tháng sau, 1-2 tháng sau thì hình như là vẫn còn bản Messi đó, vẫn có sở hữu được. Và cái bản đó thì nó cũng rất là kinh khủng rồi. Nhưng mà cái phiên bản này nó lại nhỉnh hơn rất nhiều so với phiên bản đấy. Ở khả năng rê bóng, ở khả năng truyền trọt và khả năng về tạt của Messi nữa, nó cũng hơn cái phiên bản đó. Rồi tình huống thoát xuống của anh 7. Anh 7 thôi xong rồi. Anh 7 là người lên tiếng trước. Thì cái phiên bản này chúng ta có thêm, đó chính là cái skill pinpoint crossing, sẽ giúp cho Messi khi đá ở ngoài cánh, chúng ta có thể đưa ra những cái đường tạt vào phía bên trong ổn định hơn, và cũng như là chúng ta sút phạt góc nó sẽ tốt hơn. Ở phiên bản này thì nói chung là anh em nào không có phiên bản này cũng không phải quá tiếc đâu. Tại vì cái phiên bản này với cái so với phiên bản free thì nó cũng không mấy chỉ số nó chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Nói chung là nó cũng chênh nhau một vài chỉ số thôi. Chúng ta cùng đến với một pha lên bóng Messi, Seedorf. Đây là Cafu và ở trong là Messi, chia xa Messi. Không cao nhưng luôn khiến người khác phải ngước nhìn. Đó chính là Messi. Một tình huống Messi đã có một pha di chuyển khôn khéo để loại bỏ một trung vệ có thời điểm được gọi là trung vệ hay nhất thế giới, Virgil van Dijk. Một tình huống mà Messi di chuyển khôn khéo hơn. Một pha băng cắt trước mặt van Dijk. Không cần phải cao cũng có thể đón được những cái pha bóng bổng, đó chính là Messi với khả năng di chuyển cực kỳ khôn khéo của mình. Phiên bản này thì cũng có một cái nhận thức tấn công khá là ổn, nhưng mà so với vị trí một tiền đạo thì mình cảm giác cái nhận thức tấn công này nó hơi thiếu một chút. Nhưng mà đối với một deep line forward thì chúng ta sẽ cần nhiều hơn cái sự phối hợp đối với Messi thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tình huống cắt bóng tốt, đây là Messi một lần nữa loại bỏ cầu thủ của các bạn và dứt điểm. Một bàn thắng thứ hai đến cực kỳ nhanh đối với Messi. Quá đẳng cấp với vị trí này, một vị trí tiền đạo mà chúng ta ít khi sử dụng Messi ở vị trí này. Thì trong trận thi đấu này Messi đang thể hiện cực kỳ tốt. Một pha kéo bóng lại một lần nữa, hình như đó lại là Van Dijk anh em ạ. Một tình huống phòng ngự không cần nhìn, Van Dijk đã hóa thành mắc gai rồi. Ở phiên bản này thì chúng ta sẽ có những cái điểm mạnh, điểm yếu như sau. Điểm mạnh là chắc chắn là cái khả năng phối hợp của Messi nó từ trước đến nay rồi, nó quá tốt. Và bản này chúng ta có thể thấy được cái khả năng chuyền Messi vừa rồi. Có một pha bóng chuyền, đây là Lionel Messi. Ui dồi ôi, sức dướn độc lạ của Messi nhưng mà quá đen. Đó, phiên bản này chúng ta sẽ có khả năng chuyền tốt hơn này. Khả năng về cầm bóng của Messi vẫn luôn là như vậy, vẫn rất ổn định và rất là khủng khiếp luôn đấy. Tiếp theo đó chính là cái khả năng sút phạt cũng như là cứa lòng của Messi, tạt xoáy, lại còn bổ trợ thêm cái skill pinpoint nữa thì nó còn gì để bàn anh em ơi, nó quá đỉnh. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái điểm yếu, những cái điểm yếu chí mạng của Messi đó chính là khả năng bật nhảy, khả năng về
tì đè đối với Messi là hơi khoai tây, cho nên không phải tình huống là Messi đây. Như tình huống này, cái thằng bằng có thể chống chịu được những nhịp đầu, nhưng mà nếu mà hậu vệ được bạn theo quá rát thì ở những nhịp sau Messi bắt bóng ngay lập tức. Tiếp theo đến là cái tốc độ, mặc dù cái tăng tốc nó là nhanh đấy, nhưng mà cái tốc độ Messi cũng không phải gọi là quá tốt. Đấy, nó ở cái phiên bản này nó lại như vậy. Messi nó có cái này nó sẽ mất đi cái kia. Và mình nói thẳng luôn, mình đá Messi không tốt tí nào, cho nên trận thi đấu này mình cũng không thể hiện nhiều được cùng với cả Messi. Nhưng mà cái vị trí tiền đạo cắm như này cũng là một cái vị trí nó đáng để trải nghiệm anh em ạ. Khi Messi đá cũng rất tốt, chúng ta có thể phối hợp cũng như là có một cái tiền đạo có khả năng cầm bóng siêu đẳng và truyền phải gọi là thôi rồi lượm ơi luôn. Đấy, nhưng mà mỗi tội đánh đầu thì thọt thôi, thọt cái pha bóng ném bổng lên để đánh đầu. Ok, trận thi đấu đầu tiên đã kết thúc rồi. Ở Messi ở vị trí tiền đạo, một vị trí mà Messi đang chơi tốt. Nhưng mà nếu đá hai tiền đạo thì còn hay hơn. Sang trận thi đấu 2 mình sẽ để Messi đá vị trí AMF. Nếu mà anh em để Messi ra giặt cánh thì nó cũng ok đấy. Để cánh thì chúng ta sẽ có nhiều pha bóng gọi là ngoặt vào trong cứa lòng hơn là để ở trung tâm như này. Cũng như là chúng ta có thể ngoặt ngược lại và tung ra những cái quả tạt xoáy cùng với cả Messi, nó cũng rất là nguy hiểm. Ôi một tình huống thoát đi của Ronaldinho, không được. Tuổi gì ai giời ơi, bóng bật ra đúng chỗ thế chứ. Ăn bàn ngay phút thứ 4 thì ăn thua gì. Messi tốt. Đấy, Messi chuyền này, úi giời, Messi chuyền quá ngọt luôn. Phải nói thẳng luôn là Messi chuyền cực ngọt anh em ạ. Đây là Messi lại chuyền cho Cafu. Và đây là Eto'o. Quá nhẹ nhàng đối với cả Eto'o và các đồng đội. Và đặc biệt là đối với cả khả năng chia bài của Lionel Messi, phải gọi là thực sự là quá hay. Khi mà Messi đã luân chuyển quả bóng từ phía sân nhà lên phía lên trên cho các đồng đội để di chuyển ra cuộc trở lại phòng rồi. Chúng ta đã có một bàn thắng từ chấm giao bóng. Messi chuyền ra biên cho Chiesa. Cafu không thành công nhưng mà bóng vẫn còn trong chân Chiesa. Lại là Messi thả quả bóng ra biên để cho Cafu tạt vào cho Eto'o di chuyển và băng cắt. Bàn thắng quá đẹp. Và Messi đã làm tốt cái nhiệm vụ của một tiền vệ công. Quá hay đối với Messi khi mà phiên bản này chúng ta đã được cải thiện cái chỉ số truyền sệt lên tận là 90. Tôi gọi là đẳng cấp quá luôn. Đã vị trí AMF này thì chúng ta sẽ có nhiều cái hay hơn đối với Messi. Chúng ta sẽ được truyền những cái pha bóng ảo diệu cho các đồng đội băng vào để mà di chuyển khôn khéo như Eto'o thì thôi. Messi truyền, Eto'o chạy. Đấy, trời, một cái công thức gọi là quá đẳng cấp. Nhưng mà mình thấy cái phiên bản này nó lại không thích bằng cái phiên bản World Cup anh em nhá. Mình lại thích phiên bản World Cup hơn. Tại vì sao? Khi chúng ta vừa mới thêm được cái khả năng addition skill, chúng ta có thể add thêm những cái skill dành cho các cầu thủ. Thì những cái cầu thủ nâng bằng kinh nghiệm như Messi của World Cup đấy, chúng ta có thể nâng thêm pinpoint crossing, nâng thêm các skill về truyền, những skill về shoot khác cho Messi, skill về khống chế bóng các kiểu. Đấy, chúng ta lại lợi thế hơn cái phiên bản này. Mặc dù cái phiên bản này chúng ta có cái chỉ số nó nhỉnh hơn một vài chỉ số thôi, không nhiều, nhưng chúng ta sẽ không thể add thêm skill. Tại vì bản này nó không nâng cấp bằng level. Đó, nó chính là một cái điểm chí mạng của cả phiên bản này. Đây là Lionel Messi, không được. Đấy, cho nên là anh em nào có cái phiên bản này mà không có cái phiên bản kia cũng không sao. Nhưng mà chúng ta có cái phiên bản kia, chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế để cho anh em thỏa sức sáng tạo, add thêm skill dành cho Lionel Messi. Thì lúc đấy chúng ta sẽ có thêm nhiều cầu thủ, cũng như là một Messi hoàn thiện hơn đối với nhiều bộ skill. Như điển hình nhất đó chính là cái con Hao Felix. Mình đã từng làm video rồi, chúng ta đổi trong cái bốc thể 5 sao. Phiên bản đấy mặc dù chúng ta có khả năng dê bóng tốt đấy, khả năng dứt điểm ôn ổn, nhưng mà chúng ta không có cái skill shoot nào, cho nên là Hao Felix ở phiên bản đấy không được anh em đánh giá quá cao. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại chúng ta đã được thêm cái khả năng add thêm skill rồi. Cho nên là con Hao Felix ấy, nếu anh em nào ưa thích, chúng ta add thêm nhiều skill về shoot, hỗ trợ Hao Felix về khả năng dứt điểm thì thôi, nó lại quá bá đạo đi. Lúc đấy nó sẽ hồi sinh lại. Và đây là một đường truyền tốt của Messi và Luis Figo. Pha phối hợp vào đây, Figo không được, và trong là Messi. Messi đứng ở một vị trí quá thuận lợi để ghi bàn. Khi mà Luis Figo đã dứt điểm quả bóng không thành công thì Messi đã ở đó và đón đường truyền, đón khi bóng bật ra và có một pha dứt điểm ở phạm vi hẹp. Một tình huống Messi chọn vị trí cực kỳ tốt. Nhưng trước đó đầu tiên là cái đường truyền của Messi dành cho Figo, để Figo phối hợp cùng với cả Eto'o băng xuống dứt điểm. Và pha chọn vị trí vừa rồi của Messi cũng là quá tốt. À, ngày hôm nay chúng ta có cái bốc của Liverpool anh em ạ. Nhưng mà mình không làm về thằng nào đâu, tại vì trong đấy nó cũng có con Robertson là nổi bật.
Còn lại thì mình à còn Luis Diaz nữa cũng cũng khá là nổi bật đấy. Nhưng còn lại thì mình cũng không thấy thích lắm. Còn Van Dijk, có con Van Dijk anh em sẽ tưởng là chỉ số 99 nhưng mà không. Chỉ số của nó cũng hơn 1 đến 2 chỉ số ở phiên bản standard thôi, cho nên mình cũng chả làm đâu. Có lẽ là thứ tư mình sẽ làm về một cái video nó thú vị một chút dành cho anh em. Và rồi thứ năm chúng ta sẽ đón chờ cái bốc phao. Thứ năm chúng ta sẽ có gì nổi bật? Mình sẽ đoán là chúng ta sẽ có Erling Haaland đó. Cũng như là Antony, đấy là hai cầu thủ nổi bật mà mình nghĩ rằng trong cái bốc thứ năm chúng ta sẽ có. Và anh em đừng quên dự đoán ở phía bên dưới phần comment cho mình biết với nhá. Chúng ta cứ dự đoán đi. Và khả năng cao là Erling Haaland sẽ xuất hiện anh em ạ. Anh em nào mà ít coi thì nên tích coi dần nhá. Đừng quay bốc Liverpool phí lắm anh em ơi. Đấy rồi, đây là layout. Layout thả bóng vào trong Zira. Ôi giời ơi, trời với rồi. Theo Hernandez, từ nãy giờ thì mình chưa thấy Messi đâu. À đây. Đâu Messi đâu? Đây rồi Messi. Ui giời ơi, thằng Rodri. Nói chung đội bạn phòng ngự đang quá tốt và trong trận thi đấu này Messi cũng chơi khá nổi bật với nhiều đường truyền tạo ra cơ hội cho các đồng đội. Cũng như là đã có một pha tiền kiến tạo và một bàn thắng. Trận thi đấu cũng đã kết thúc rồi, có lẽ mình xin kết thúc clip đây thôi. Nếu anh em có những kiến đóng góp thì đừng quên để dưới phần comment cho mình biết. Còn bây giờ thì bye bye.